thế giới. Sáng nay theo giờ Việt Nam, Mỹ tiếp tục tấn công mục tiêu của Houthi ở Yemen, một ngày sau khi nước này và Anh phát động cuộc không kích nhằm vào nhóm này. Phía Houthi chưa đưa ra bình luận nào về đợt tấn công mới nhất. Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, cuộc tấn công mới nhất diễn ra vào đêm 12 tháng 1 với quy mô nhỏ hơn đợt tấn công một ngày trước đó và nhằm vào một hệ thống radar của Houthi. Quan chức này cũng cho biết, cuộc tấn công mới nhất do Mỹ đơn phương thực hiện Mỹ cho biết sẽ tiến hành thêm hành động quân sự nếu như nhóm Houthi tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào các tàu thương mại di chuyển trên biển đỏ. Trong cuộc tấn công hôm 11 tháng 1, Mỹ và Anh sử dụng hơn 150 tên lửa và bom dẫn đường các loại nhằm vào gần 30 địa điểm tại Yemen. Một người phát ngôn của Houthi cho biết, năm thành viên của nhóm này và 6 người bị thương sau 73 cuộc tấn công của Mỹ và Anh.